Mời cộng đoàn đứng, chúng ta hướng về cuối nhà thờ để tham dự nghi thức làm phép lửa và làm phép nến. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng hợp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và sốt sắng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự chết và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. Lời Chúa, Chúa đã sai con một đến dài anh vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tin hữu. Xin thanh hoa ngọn lửa mới này, và trong suốt thời gian mừng lễ vượt qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con, và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc, tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng. Người làm chủ thời gian và muôn thế hệ. Vạn tuế Đức Kitô đấng vinh hiển quyền năng, vạn vạn tuế. Vì năm vết thương chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Amen. Xin Đức Kitô đấng phục sinh vinh hiển chiếu rọi ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta. Ánh sáng Chúa Kitô. Ánh sáng Chúa Kitô. Ánh sáng Chúa Kitô. Mừng vui lên hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời. Cùng vui lên hỡi những nhiệm màu thánh này.
tiếng loa cứu độ ấy vang rền không gian. Mừng reo chiến công oai hùng vua khai hoàn. Và vui lên toàn trái đất vui lên dưới ánh huy hoàng chiếu soi. Và dưới ánh sáng Chúa muôn đời trói ngời. Tất cả vũ trụ đều hân hoan. Được ơn thoát ly xa miền tối u sầu. Cùng vui lên, ôi mẹ ôi thánh vui lên, uy nghiêm trong muôn ngàn ánh quang. Khắp nơi trong cung điện này hòa vang lên, ngàn muôn tiếng ca reo mừng của nhân trần. Hợp nhau đây tôi xin anh chị em rất thân yêu, đang hân hoan tham gia nguồn sáng này. Hết tâm kêu xin cùng Chúa uy linh, tha thiên khấn xin lòng Chúa nhân từ. Người dù thương tôi dù không có công chi, thương cho tôi nhâm hàng tư tế người. Khấn xin ban cho tôi đầy ánh quang, để tôi ân hoan ca ngợi cây nến huy hoàng. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần chính đang việc dâng lên thiên tư, ca tụng Thiên Chúa Cha đấng thiêng liêng toàn năng. Cùng Đức Giêsu Kitô con một người Chúa chúng con. Ngài thế chúng con cha nở Adam với Chúa Cha muôn thuở, và đồ mau quy ra đê tẩy sạch an tổ tông xưa. Chính đây là lễ vườn qua mà chiên thần chiếu sát tê, nơi cửa nhà dân Chúa đã đường ghi dấu màu chiên. Này là đêm mà cha ông chúng con là con cái Israel thoát ly Ai Cập xưa. Chúa đã cho tiến qua biển đỏ vân khô chân. Chính đây là đêm nhờ ánh sáng cồn lửa thiêng xua tan bóng đèn tội lỗi nhân gian. Đây là đêm mà hôm nay ai tin cậy nơi Chúa Kitô khắp trên trần gian, đường cứu thoát nên các vết nhơ và tối tăm tội khiến, được ơn thiêng đưa về hòm đoàn cùng các thánh nhân. Này là đêm xiềng sinh bị bẻ tung, Đức Kitô ra khỏi ngục vinh thăng tiến lên. Nguồn phúc cứu thế nếu không trao ban,
chúng ta sinh ra nào có ích chi. Ôi nhiệm mầu thay, lòng Thiên Chúa yêu trần thế chúng con. Tình thương yêu của Chúa không ai hiểu thấu, để cứu đầy tớ Chúa đã nộm chính con yêu. Ôi cần thiên thay tội Adam, tôi đã đường tẩy xóa chính nhờ sự chết Chúa Kitô. Ôi tội hồng phung vì cho chúng ta đấng cứu chuộc rất cao sang. Ôi đêm thần hạnh phúc, chỉ Ngươi biết giờ Chúa Kitô từ cõi trên đá vinh thăng. Đây là đêm mà sanh thánh đã ghi, là đêm rực rỡ sáng như bình minh, đêm mà ánh sáng soi cho ta biên bao cảm mến sương vui. Vì thế sự thánh thiện của đêm nay xua đuổi hết tội khiên, tẩy sạch vết nhơ, Người có tôi đường sạch trong, kẻ ưu phiền sương vui ân hoan. Phá tan hận thù oán ghen, và sớm đem hòa thuận đồng tâm, khuân phục quyền binh thế gian. Kính lạy Cha Chi Thánh, nguyện xin trong nguồn ơn thánh đêm nay nhận cho hương thơm lễ chiều hôm, là lễ nghi dâng cây nên làm bơi sám mong tình tuyền đây, do tay thừa tang viên giao hội cùng kinh dâng lên. Giờ đây tôi hiểu biết ý nghĩa của ngọn nến lung linh sáng lên để Chúa đường ngời chúng tôn vinh. Dù phân chia đi ở khắp nơi cũng không hao mòn chi, luôn nuôi bằng tinh chất sáp ong mẹ đã gây nên. Ôi đêm hồng ân, này đêm nối kết trời đất, kết hợp Thiên Chúa với muôn người thế chúng tôi. Nguyện xin cho cây nến này dâng Chúa đây luôn luôn đường tỏa sáng, phá tan mọi bóng tối đêm nay. Nguyện cho ngọn nến lung linh hòa với muôn muôn vì sao, luôn đường Chúa đoái thương xem như hương trầm ngát thơm bay. Ước mong ngôi sao mai sẽ gầm gỡ ánh lửa này chiếu sáng luôn. Này đây ngôi sao không bao giờ lặn đi, chính là con Chúa Đức Kitô, ngôi sao từ nơi tối tăm vươn lên chiếu sáng nhân gian. Người là đấng thông tri hằng sông, đến muôn đời muôn kiếm vinh quang.
Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta đã long trọng khai mạc đêm canh thức vượt qua. Giờ đây chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Chúng ta hãy ngẫm xem trong thời cựu ước, Chúa đã cứu chuộc dân người làm sao? Và trong thời đại cuối cùng này, Người lại sai con một đến cứu chuộc chúng ta thế nào? Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Người đã khởi sự trong mầu nhiệm vượt qua. Bài trích sách sáng thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: Abraham, Abraham. Ông đáp lại: Dạ, tôi đây. Chúa nói: Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria. Ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi ta sẽ chỉ cho ngươi. Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: Abraham, Abraham. Ông thưa lại: Dạ, tôi đây. Người nói: Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho ta. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây. Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: Chúa phán: Ta thề rằng vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho ta, nên ta chúc phúc cho ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển. Miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con trông cậy vào Chúa. Con luôn giữ Chúa trước mặt, vì có Ngài ngự bên hữu, con chẳng nao núng gì. Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con trông cậy vào Chúa. Con
lòng dạ con hoan hỷ, ngay cả thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi thân con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân ngài thấy cảnh hư nát trong mồ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha các tín hữu, Chúa đã rộng rãi ban ơn dưỡng từ mà tăng số con cái Chúa trên khắp mặt đất theo lời Chúa đã hứa. Và nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho Abraham tôi tớ Chúa trở nên tổ phụ muôn dân như Chúa đã thề hứa. Xin ban cho các dân của Chúa được xứng đáng lãnh nhận ơn Chúa kêu gọi, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Mai-sen rằng: có gì mà kêu đến ta? Hãy bảo con cái Israel cứ lên đường, còn ngươi đưa gậy lên và giơ tay trên biển. Hãy phân rẽ biển ra, cho con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Chúng sẽ rượt theo sau các ngươi. Bấy giờ ta sẽ tỏ vinh quang cho Pharaon, toàn thể quân lực chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Người Ai Cập sẽ biết ta là Chúa khi ta tỏ vinh quang cho Pharaon, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Sứ thần Thiên Chúa thường đi trước hàng ngũ Israel, liền bỏ trở lại sau cùng. Cột mây cũng thường đi phía trước, cũng theo sứ thần trở lại phía sau, đứng giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Và đám mây thường soi sáng bên đêm trở thành mù mịt, đến nỗi suốt đêm hai bên không thể tới gần được. Mai-sen giơ tay trên biển thì bằng một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển lui và làm cho biển khô cạn, nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước dựng lên như hai bên thành, hai bên tả hữu. Người Ai Cập đuổi theo, toàn thể binh mã của Pharaon, chiến xa và kỵ binh đi theo sau Israel vào giữa lòng biển. Lúc gần sáng, qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, gây rối loạn trong hàng ngũ của chúng. Người lật đổ bánh xe, khiến xe lui tới thật vất vả. Người Ai Cập nói: ta hãy chạy trốn Israel, vì Chúa chiến đấu giúp họ chống chúng ta. Chúa phán bảo Môi-sen: hãy giơ tay trên biển để nước trở lại vùi dập người Ai Cập,
chiến xa và kỵ binh của chúng. Môi-se giơ tay trên biển, và lúc tảng sáng biển trở lại như cũ. Người Ai Cập chạy trốn, gặp ngay nước biển ập lại. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển, nước trở lại vùi dập chiến xa và kỵ binh. Toàn thể quân lực của Pharaon đã theo dân Israel xuống biển, không còn tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước dựng như bức thành hai bên tả hữu. Ngày đó Chúa cứu Israel khỏi tay Ai Cập, và họ thấy xác người Ai Cập trôi dạt đầy bờ, và thấy cánh tay uy hùng của Thiên Chúa đè bẹp Ai Cập. Toàn dân kính sợ Chúa, tin vào Chúa và vào Môi-se tôi tớ người. Bây giờ Môi-se cùng con cái Israel hát mừng Chúa bài ca này rằng: lời ca nơi miệng tôi là Chúa, nguồn cứu thoát của tôi. Vang lên một lời ca, ta theo lời Chúa, vì tin nên ngài cao cả. Chiến mã với kỳ binh, Chúa của tôi hát khen ngài, thần của tổ tiên tôi tán dương ngài. Đấng anh hùng chiến sĩ danh ngài là Đức Chúa, là Đức Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa, xưa kia Chúa đã dùng những phép lạ mà tiên báo lời giao ước mới để biển đỏ bao trước riêng rửa tội, và dân thoát ách nô lệ bao trước các bi tích của dân Kitô hữu. Xin cho mọi dân nhờ ơn đức tin được thừa hưởng hồng ân của dân Israel mà tái sinh bởi ơn Chúa Thánh Thần, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đấng đã tạo thành ngươi, thống trị ngươi, danh ngươi là Chúa các cơ binh. Đấng cứu chuộc ngươi là Đấng Thánh Israel. Ngươi sẽ được tôn xưng là Thiên Chúa khắp địa cầu. Thiên Chúa ngươi đã phán: Chúa gọi ngươi như gọi người thiếu phụ bị bỏ rơi và sầu muộn, và như người vợ bị bỏ rơi lúc còn xuân xanh.
Trong một thời gian ngắn, ta đã bỏ ngươi, nhưng ta sẽ lấy lượng từ bi cao cả mà tụ họp ngươi lại. Trong lúc nóng giận, ta tạm ẩn mặt ta, nhưng vì lòng nhân từ vô biên, ta thương xót ngươi. Chúa là đấng cứu chuộc ngươi đã phán như vậy. Cũng như trong thời Noe, ta đã thề rằng nước lụt Noe sẽ không tràn ngập đất nữa, thì ta cũng đã thề rằng ta sẽ không giận ngươi, không quở trách ngươi nữa. Dù núi có dời, đồi có di chuyển, tình yêu của ta đối với ngươi không thay đổi, và giao ước bình an của ta cũng sẽ không lay chuyển. Chúa nhân từ của ngươi đã phán như vậy. Hỡi thành vô phúc, bị bão táp tàn phá và không ai an ủi, này đây ta sẽ sắp xếp các viên đá của ngươi cho trật tự, sẽ đặt nền móng ngươi trên ngọc thạch, sẽ lấy đá hồng xây cửa đồn ngươi, sẽ lấy thủy tinh làm cửa thành ngươi, sẽ dùng đá quý xây tường thành ngươi. Tất cả con cái ngươi sẽ được Chúa dạy bảo, chúng sẽ vui hưởng một nền hòa bình lâu dài. Ngươi sẽ đứng vững trong công lý và xa mọi đàn áp. Ngươi sẽ không còn sợ và sống xa mọi khủng bố, vì sẽ không có ai hãm hại được ngươi nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, con sẽ tán dương Ngài, vì Ngài đã cứu thoát con. Lạy Chúa, con sẽ tán dương Ngài, vì Ngài đã cứu thoát con. Không để quân thù nhạo báng con, lạy Chúa, Ngài đã kéo hồn con ra khỏi âm phủ, cho con sống khỏi xa xuống vực sâu. Lạy Chúa, con sẽ tán dương Ngài, vì Ngài đã cứu thoát con. Hãy đàn ca mừng Chúa, chuyên tụng sự thánh thiện của Ngài. Ngài nổi giận chỉ trong giây lát, nhưng thi ân suốt cả cuộc đời. Khi chiều buông rưng rưng mắt lệ, hừng đông dậy rộn tiếng reo vui. Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Chúa đã đổi khúc bi ca của con thành vũ điệu,
Lạy Chúa, Thiên Chúa của con tán tụng Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa, con nghe tán dương Ngài, vì Ngài đã cứu thoát con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa hãy tăng thêm điều mà Chúa hứa ban cho lòng tin của các tổ phụ chúng con, hầu cho danh Chúa được vinh hiển và tăng số con cái của lời hứa do ơn dưỡng từ rộng rãi của Chúa. Để điều các thánh xưa tin chắc sẽ xảy đến, thì hội thánh ngày nay đã thấy một phần lớn được thực hiện nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúa lấy ánh vinh quang phục sinh của Chúa mà soi sáng đêm cực thánh này, xin gợi lên tinh thần nghĩa từ trong hội thánh Chúa, để sau khi xác hồn được đổi mới, chúng con được hoàn toàn phụng sự Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người.
để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi. Mà khi Người sống là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Ân lễ trên những
nhưng tôi sẽ sống và tường thuận công việc Chúa làm. Ra ngày ta hãy hân hoan mừng rỡ. Alleluia, alleluia. Ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, các bà đi ra mồ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn, thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mồ, nhưng bước vào, các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Đang khi các bà còn ngơ ngác không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo, tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây, người đã sống lại. Các bà hãy nhớ lại người đã nói với các bà thế nào. Khi người còn ở xứ Galilea, người đã nói, con người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Và các bà nhớ lại những lời người đã nói, bỏ mồ đi về. Các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho 11 tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Magdalena, Joanna, Maria mẹ Giacobbe và những người nữ khác cùng đi với họ cũng nói như vậy với các tông đồ. Nhưng những lời đó các tông đồ cho là chuyện vớ vẩn, nên các ông không tin. Dầu vậy, Phêrô cũng đứng dậy chạy ra mồ, nhưng khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm nằm đó, và ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra. Đó là lời Chúa. Thiên thần Chúa từ trời xuống, lăn tảng đá sang một bên rồi ngồi lên trên. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đã có dịp đến viếng ngôi huyệt mộ này ở Jerusalem. Xưa kia thì ngôi mộ cũng như đồi Canvario
nằm bên ngoài thành Jerusalem, bởi vì người ta đem Chúa Giêsu ra ngoài thành mà đóng đành. Nhưng mà ngày nay thành Jerusalem được mở rộng ra, cho nên cả khu đồi Calvario nằm gọn bên trong thành phố Jerusalem. Cả nơi đóng đanh của Chúa cũng như ngôi mộ ngày nay nằm gọn trong một ngôi đền thờ cổ kính gọi là đền thờ mộ thánh. Và khách hành hương ngày nào cũng tấp nập đến để kính viếng mộ thánh cũng như nơi đã đóng đanh Chúa Giêsu. Khách hành hương ngày nào cũng vậy, cũng phải xếp hàng và cả tiếng đồng hồ mới tiến được tới cái nơi đóng đành Chúa Giêsu để quỳ xuống đặt tay trên cái nơi đã dựng thánh giá, chỉ chừng vài ba giây thôi rồi lại đứng lên đi ra nhường chỗ cho người khác. Và ngôi mộ thì ở phía ngoài, không đào xuống đất nhưng mà đục ngang vào vách núi đá vuông vắn. Sau khi đặt xác vào thì một tảng đá cũng được đục vuông vắn lấp ngang cửa huyệt lại như đậy nắp quan tài. Ngày nay tảng đá này vẫn còn. Các biến cố suốt 2000 năm qua đã làm tảng đá vỡ thành nhiều mảnh, nhưng mà được gắn lại đặt trên nền nhà. Tôi cũng như các khách hành hương đã quỳ đặt tay trên tảng đá này để mà cầu nguyện. Và khi chúng tôi đến viếng mộ thánh thì cũng như Maria Magdalena xưa kia, thấy tảng đá đã nằm một bên và huyệt mộ thì trống rỗng. Đã hơn 2000 năm, ngôi mộ trống không còn xác, vẫn là những vấn nạn hóc búa cho nhiều người, nhiều thế hệ, nhiều thế kỷ. Và chắc chắn những câu hỏi đó vẫn còn được nhiều người lặp đi lặp lại mãi mãi, lặp lại không ngừng. Ngày thứ nhất trong tuần sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và được chôn cất trong mộ, nắp mộ đá đã được niêm phong cẩn thận. Đối với những nhà lãnh đạo Do Thái, các thượng tế, ký lục và biệt phái và những người Do Thái căm ghét vì ghen tị với Chúa Giêsu, thì đã tưởng rằng đóng đinh được Chúa, chôn Chúa vào trong mộ thế là hết. Họ không còn sợ một Giêsu sẽ lên ngôi nữa. Và thế là đi đời Ngài Giêsu Nazareth. Nếu ngày thứ nhất trong tuần xác Chúa vẫn còn nguyên vẹn và nắp mộ vẫn niêm phong đậy kín, thì tin mừng phục sinh sẽ không có, và niềm tin vào Chúa sống lại cũng tiêu tan. Lịch sử cứu độ sẽ chấm dứt, và nhân loại chẳng có gì để mà nói, để mà thuyết trình, để mà biện bác. Chúa đã chết rồi, như một ông văn sĩ nào đó đã viết. Nhưng mà không đâu, câu chuyện lại xảy ra hết sức ly kỳ và hấp dẫn. Maria, người Magdala, ra thăm mộ từ sáng tinh mơ, rồi sau đó Phêrô và Gioan cũng ra mộ. Maria đã về báo cáo với Phêrô và Gioan rằng người ta đã đem xác Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi không biết họ để người ở đâu. Phêrô và Gioan đi ra mộ và chứng kiến xác Chúa không còn và ngôi mộ đã mở toang từ bao giờ rồi. Câu chuyện Chúa chết vẫn còn nóng hổi. Chúa chết thật rồi. Phi-la-tô, Hê-rô-đê và các nhà lãnh đạo Do Thái lúc đó đang trong giấc ngủ say. Họ hả dạ vì đã loại trừ được một địch thủ có hạng. Câu chuyện nếu chỉ có thế thì chấm dứt, nhân loại chẳng còn gì để bàn cãi. Nhưng mà tất cả sự kiện xoay quanh ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống đã làm nên lịch sử. Đối diện với ngôi mộ trống, Maria Magdala và các người phụ nữ khác đã nhận ra dấu chỉ của tin mừng phục sinh và là khởi điểm cho niềm hy vọng. Cho dù các bà có âu lo, có hoang mang, có sợ sệt, nhưng mà các bà đã mau chóng về loan báo cho các tông đồ Chúa đã sống lại. Sứ điệp phụng vụ hôm nay là một gọi mời chúng ta tiếp bước bà Maria để lên đường, tiếp tục lời chứng nguyên thủy của các tông đồ, của hội thánh, tiếp tục chuyện kể ngày nào của Maria Magdala. Lên đường loan báo tin mừng phục sinh
chính là biết từng ngày tâm niệm và xác tín rằng tôi đã gặp được đấng phục sinh. Là từng ngày tiếp tục ra đi sống mầu nhiệm phục sinh, một cuộc sống yêu thương hơn, chân thật hơn, phục vụ hơn, liêm chính hơn, trong sạch hơn, nhẫn nhục hơn, một cuộc sống thật sự là Kitô hữu hơn. Chúa Kitô đang thật sự phục sinh con người của chúng ta, trái tim chúng ta, tư tưởng chúng ta, để chúng ta trở nên một con người mới. Ngài đang phục sinh một mối tương quan vợ chồng vốn cũ mòn sơ cứng, lãnh đạm thờ ơ, nay trở nên mặn nồng sắt son tha thiết hơn. Ngài đang phục sinh quan hệ ứng xử giữa chúng ta, gia đình chúng ta với mọi người chung quanh vốn thờ ơ lạnh nhạt, ghen ghét đố kỵ, thì nay trở nên thân tình thắm nghĩa anh em hơn. Ngài đang phục sinh cuộc sống vốn ích kỷ nhỏ nhen, lọc lừa gian dối nơi chúng ta, thành một tâm hồn quảng đại khoan dung, biết chia sẻ và phục vụ. Ngài đang phục sinh đức tin non yếu, tâm hồn khô khan nguội lạnh, cuộc sống biếng lười lệch lạc của chúng ta trở thành mạnh mẽ tin yêu, nhiệt tình và sâu sắc hơn. Và như thế, lời chúc phục sinh của chúng ta hôm nay đó là: Chúa đã sống lại rồi, hãy vui lên, Alleluia. Tôi tin kinh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản kêu cầu Thiên Chúa Cha toàn năng ban ơn trên nước này, để những người tái sinh do nước này được đoàn tụ với các nghĩa tử trong Chúa Kitô.
Chúng ta ấy khẩn khoản nài xin Chúa là Thiên Chúa chúng ta thương làm phép nước này để rảy trên chúng ta, hầu tưởng niệm bí tích rửa tội của chúng ta. Chính Người thương làm cho chúng ta nên người mới, để chúng ta trung thành với Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận. Lời Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin hãy thương phù trợ dân Chúa đang canh thức trong đêm cực thanh này, và khi chúng con đang tưởng niệm công cuộc tạo dựng chúng con cách kỳ diệu, và công cuộc cứu chuộc chúng con cách kỳ diệu hơn, thì xin Chúa đoái thương làm phép nước này, vì Chúa đã tạo dựng nó để nó làm cho ruộng đất phì nhiêu, và cho thân xác chúng con được mát mẻ sạch sẽ. Chúa cũng đã tạo dựng nước như dụng cụ từ bi Chúa, vì nhờ nước này Chúa đã giải thoát dân Chúa khỏi ách nô lệ và đã giải khát dân Chúa trong sa mạc. Nhờ nước các tiên tri đã tiên báo giao ước mới mà Chúa sẽ thiết lập với loài người. Sau hết nhờ nước mà Chúa Kitô đã thánh hóa trong sông Giô-đan, Chúa cũng đã đổi mới bản tính hư đốn của chúng con trong giếng nước tái sinh. Vì vậy xin cho nước này nhắc nhở chúng con nhớ đến bí tích chúng con đã lãnh nhận, và xin Chúa ban cho chúng con được chia sẻ niềm vui mừng cùng với anh chị em chúng con đã chịu phép rửa tội. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, chúng ta được cùng an táng với Chúa Kitô trong bí tích rửa tội, để được sống với Người trong đời sống mới. Bởi thế, việc giữ mùa chay đã chấm dứt, chúng ta ấy lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Khi ấy, chúng ta đã từ bỏ ma quỷ và các việc của nó, và chúng ta đã hứa phụng thờ Thiên Chúa trong Hội Thánh Công Giáo. Vậy, anh chị em có từ bỏ ma quỷ không? Từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ mọi việc của ma quỷ không? Từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ mọi sự sang trọng của ma quỷ không? Từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã tái sinh chúng ta bởi nước và Thánh Thần, đã ban ơn tha tội cho chúng ta được sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thank you.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã chết trên thập giá và được mai táng trong lòng đất, nhưng đã sống lại hiển vinh. Trong niềm hân hoan mừng Chúa phục sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội thánh được Đức Kitô thiết lập để tiếp tục công cuộc cứu chuộc của người ở trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cùng cố lòng tin của hội thánh trên con đường lữ thư trần gian, để hội thánh làm chứng cho nhân loại biết rằng Chúa đã phục sinh vinh hiển. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chỉ một mình Đức Kitô phục sinh mới có quyền năng đổi mới và hòa giải mọi tâm hồn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương xót nhân loại đang đau khổ vì hận thù và chia rẽ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Nhờ Đức Kitô phục sinh, Chúa Cha đã sai Thánh Thần đến với nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết sống theo sự soi sáng của Thánh Thần tình yêu, để có thể làm tròn sứ mạng rao giảng sứ điệp yêu thương của tin mừng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa Giêsu, Chúa đã hứa cùng môn đệ cho đến ngày tân thế. Xin Chúa ở lại cùng chúng con hôm nay và trợ giúp chúng con mãi mãi. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và của lễ chúng con dâng Thiên Chúa, để lễ tế này khơi nguồn từ mầu nhiệm vượt qua, trở nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa chúng ta, lời Cha chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong đêm này. Thần là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, khi Đức Kitô từ hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Chính Người là chiên thần đã xóa tội trần gian, Người đã chết để diệt trừ sự chết nơi chúng con, và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một tế tưng ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng thank you.
lời, lời Chúa. Khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Anton chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự ơn nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu tế và theo tế từng người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao cả, nước Cha chỉ đến, ý Cha thành hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được được hàng ngày, và tha nhớ chúng con, nếu chúng con cũng đã kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con là chúng thân luôn, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
đời chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã dùng những bí tích vượt qua nuôi dưỡng chúng con, xin cùng ban thánh thần là nguồn mạch tình yêu giúp chúng con biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Trước khi ra về, xin chúc mừng lễ phục sinh tất cả các tu sĩ, quý ông bà và anh chị em. Qua 40 ngày mùa chay, chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn, đã ngắm nguyện, dự tính tâm, xưng tội để dọn mình mừng lễ phục sinh hôm nay, thì chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ đón nhận được nhiều ơn lành của Chúa, để Chúa cũng phục sinh tâm hồn của chúng ta nên mới mẻ hơn. Và cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã cộng tác với chúng tôi để tổ chức mùa chay cho sốt sắng, cũng như tổ chức lễ phục sinh này cho trang nghiêm sốt sắng. Cảm ơn Hội đồng Giáo xứ, các sơ, ban phụng vụ, các ca đoàn, ban trật tự, ban lễ sinh, cũng như tất cả mọi người đã tham gia các buổi phụng vụ sốt sắng. Và một lần nữa xin chúc mừng lễ phục sinh mọi người. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.